Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Looking Back của Unit 1 nhé. Đây chính là phần ôn tập của cả Unit 1 này. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại một số từ vựng highlight, một số từ vựng đáng chú ý ở trong bài này các em ạ. Với bài 1, chúng ta sẽ cần nhìn vào tranh và viết những từ phù hợp vào chỗ trống. Các em có còn nhớ những từ mới mà chúng ta đã học ở trong Unit 1 hay không? Trước tiên, đây là hình ảnh của một bộ đồng phục. Chúng ta sẽ có câu Are you uniform is very nice. Cái bộ đồng phục mới của tôi thì rất là đẹp. Sang đến câu số 2. Đây là chiếc gọt bút chì thì là từ gì đấy các em? Can I have a red pencil sharpener? Tức là tôi có thể có một cái gọt bút chì màu đỏ hay không? Ở câu số 3, chúng ta có một quyển vở màu tím thì chúng ta sẽ có từ khóa là This is my notebook for writing English words. Đây là quyển vở để mà viết những từ trong tiếng Anh của tôi. Ở tranh số 4 chúng ta có cái compa, chúng ta cũng có tương tự một từ khá là giống cái từ compa của Việt Nam, đó chính là từ compass. Đọc thì hơi khác một xíu các em nhé, chọn âm số 1, compass. We often use a compass in a math class. Chúng tôi thường xuyên dùng một cái compa ở trong lớp học toán. Câu số 5 chúng ta có cái máy tính, calculator. Can you lend me your calculator for a minute? Bạn có thể lend me, cho tôi mượn chiếc máy tính của bạn một phút hay không? Và cuối cùng, chúng ta sẽ có từ ruler là thước kẻ. My new ruler is short. Cái thước kẻ mới của tôi thì khá là ngắn. Ở bài tập tiếp theo, chúng ta không chỉ cần ôn lại từ vựng mới, mà chúng ta còn cần xem cách kết hợp của từ này với cả các từ khác ra là làm sao. Ở đây chúng ta lại có một số động từ study, học, do, làm, play là chơi, have là có và wear là mặc. Chúng ta sẽ lần lượt kết hợp những từ của cột A với cột B như thế nào đây các em? Trước tiên về việc học, chúng ta thấy có học cái gì nhỉ? Study new words, học từ mới này. Câu số 2, do exercise, tập thể dục. Câu số 3, play play the piano, chơi piano. Câu số 4, have have lunch là ăn trưa đúng không các em? Và cuối cùng, câu số 5 chúng ta sẽ có wear a uniform, mặc một bộ đồng phục. Các em đã nhớ cách kết hợp của các từ này với các động từ chưa? Ở bài tập số 3, chúng ta sẽ cần ôn kỹ lại cấu trúc cũng như là cách dùng của thì hiện tại đơn. Chúng ta sẽ chia các động từ ở trong này như thế nào đây? Nếu các em chưa nhớ thì chúng ta hãy mở phần cấu trúc của thì hiện tại đơn ra để chúng ta tham khảo lại nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chữa từ bài tập số 3 trước. Bài tập số 3, ở câu số 1, chúng ta có câu He come from Đà Nẵng Và chúng ta thấy với chủ ngữ he ở đây Thì động từ come chúng ta sẽ cần chia thêm S He comes from Đà Nẵng Anh ấy đến từ Đà Nẵng Chuyên tiếp đến câu số 2 Do you learn Russian? Đây là bạn có học tiếng Nga không? Và nếu mình không học thì mình sẽ trả lời là No, I don't Khi mà phủ định thì chúng ta sẽ có trợ động từ do đi kèm với not Và ở dạng viết tắt thì là don't Đây đúng không các em? Có thể là I do not cũng được. Ở câu số 3, she always walk to school with her friends. Ở đây chúng ta đừng quên các em ạ, chủ ngữ là she thế nên là walk sẽ phải thêm thêm s ở cuối nhá. Câu này nghĩa là cô ấy thì đi tới trường với các người bạn của cô ấy. Câu số 4, I often Do my homework after school Câu này thì có chủ ngữ là ai Chúng ta chia được là do ở dạng Thường, rất là dễ rồi đúng không Câu số 5 Mình để ý ở đây chúng ta sẽ có chủ ngữ là Mr. Nam Thầy Nam đây Thì thầy Nam này thì dạy môn lịch sử ở trường Chúng ta sẽ thấy thầy Nam là chủ ngữ số ít Như vậy thì teach chúng ta sẽ phải chia thêm ES Tại vì ở đây chúng ta sẽ có âm chờ cuối các em ạ Nên là nó sẽ chia ES chứ không chỉ chia S các em ạ Như vậy thì chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là Mr. Nam teaches history at my school Thầy Nam thì dạy lịch sử ở trường tôi Bài tập số 4 thì cũng tương tự, nhưng ở bài này chúng ta sẽ không có những câu riêng rẽ nữa mà là hẳn một đoạn văn ở đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các em ạ. Hoàng lives in a small house in the center of his village. Tức là Hoàng thì sống ở trong một ngôi nhà nhỏ, ở trung tâm ngôi làng của anh ấy. His house thì near his new school. Ở đây chúng ta sẽ cần động từ to be để chỉ thêm vị trí của ngôi nhà của anh ấy. Thì ở đây, his house là chủ ngữ số ít hay số nhiều đấy các em. Một ngôi nhà thôi đúng không? Thế nên chúng ta sẽ có chủ ngữ số ít và tương ứng thì chúng ta sẽ cần chia động từ to be là is. His house is near his new school. Every day, he have breakfast at 6 o'clock. Ở đây chúng ta thấy với chủ ngữ he số ít thì have ở đây sẽ biến thành has, dạng số ít của từ have này các em. Sau đó thì then he walk to school with his friends. Ở đây mình thấy vẫn là chủ ngữ là he thôi thế nên là walk tương ứng chúng ta cũng phải thêm s. He walks. Anh ấy đi bộ đến trường cùng với cả các bạn. Chuyển sang câu tiếp theo. Hoàng and his friends study in grade 6. Ở đây thì câu này có sự thay đổi về chủ ngữ các em ạ. Mình sẽ thấy chủ ngữ ở đây là Hoàng and his friends, tức là nhiều người đây thì chúng ta sẽ để từ study giữ nguyên. Đây là Hoàng và bạn của anh ấy thì học ở trong lớp 6 ở trường An Sơn này. Và câu cuối cùng Hoàng like his new school. Ở đây câu này lại chuyển về đối tượng chỉ có mỗi Hoàng thôi. Như vậy thì từ likes chúng ta cũng cần phải thêm S. Cứ chủ ngữ số ít là chúng ta cần thêm S. Các em phải ghi nhớ điều này nhé. Sau đến bài tập số 5, ở bài này thì chúng ta cần ôn lại cách dùng của trạng từ chỉ tần suất. Chúng ta lại nhớ lại nào, trạng từ chỉ tần suất thì đứng đầu ở trong câu đây các em. Nó sẽ thường đứng trước động từ thường. Chúng ta sẽ đặt như thế nào trong câu 1, 2, 3, 4, 5 ở đây đây các em. Trước tiên với câu số 1 Câu này chúng ta có một trạng từ chỉ tần suất là always, luôn luôn. Và động từ chính trong câu này sẽ là remember là nhớ. Như vậy chúng ta sẽ được câu hoàn chỉnh là I always remember to do my homework, tức là tôi luôn luôn ghi nhớ việc làm bài tập. Đến câu số 2. Câu này chúng ta cần điền từ usually, thường xuyên. Với động từ chính của câu là gets. Như vậy thì trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường, chúng ta sẽ có Nick usually gets good marks in exams. Tức là bạn Nick thì thường xuyên có được cái điểm tốt ở trong các bài kiểm tra. Câu số 3 thì chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta sẽ có một từ là often, cũng là thường xuyên luôn. Các em thấy ở đây câu này hơi đặc biệt một chút tại vì nó là câu phủ định nó có thêm do not, nhưng mà chúng ta cứ áp dụng cấu trúc mà làm thôi. Chúng ta sẽ để cái từ often này ở trước động từ thường chính là từ see. Chúng ta sẽ có câu là We do not often see a rabbit in town. Tức là chúng tôi thì không thường xuyên nhìn thấy một cái con thỏ ở trong thị trấn của chúng ta. Câu số 4 thì điền từ rarely, tức là hiếm khi. Tương tự chúng ta cũng có câu I rarely read in bed at night. Tức là tôi hiếm khi đọc ở trên giường này. Có thể là trước giờ ngủ đúng không các em? Và buổi đêm at night này. Và cuối cùng câu số 5, ta có trạng từ chỉ tần suất là sometimes, là thỉnh thoảng. Câu này là câu hỏi nhưng chúng ta cứ ghi nhớ là đặt trạng từ chỉ tần suất ở trước động từ. Như vậy ta sẽ được câu. Do you sometimes sing in the shower? Tức là bạn có thỉnh thoảng hát trong khi tắm hay không? Các bạn thì có hay hát khi tắm không các em nhỉ? Vậy là chúng ta đã ôn được lại cấu trúc và vị trí của trạng từ chỉ tần suất rồi. Vậy là qua bài ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta đã điểm lại được một số từ mới cũng như là cấu trúc trong unit 1. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh ngữ Jim nhé. Tạm biệt các em.